Rồi chào anh Bình Bình ơi. Rồi mến chào tất cả các bà con đang xem kênh ha. Hôm nay em tiếp tục một lô là bonsai với phôi me, phôi cần thăng nha bà con. Đó, với một số linh sam giá rẻ ha. Đọc số điện thoại Zalo lên mình. Số điện thoại em là 0939979212 ha. Đây, cây này là cây số 1, một cây sam song hinh ha bà con. Cây này già cây ha, chiều cao là 40. Đó. Tổng chiều dài của tán là 66. Tán ngang vị trí này là 39. À, quay vòng đi. Cây này gốc gác lớn già cây rồi ha bà con. Đó. Sam song hinh. Đó, thân lắc lượng ha. Cái này cốt cành nó ngón tay út ha. Cái này nuôi cũng khoảng năm ngoài 2 năm rồi. Cái này cái hoành eo nó đây, đây vị trí này đi là 27. Dạ. Đó. Để dư luôn. Tổng cái hoành đế nó đây đi là 48. Đó, xuống tới đây luôn ha bà con. Đây. Cây này là em bó bầu ha bà con. Em bó bầu lại đi cây cho nó khỏe, nó an toàn hơn, đi chậu nó dễ bể quá. Rồi mã số 1 này em giao lưu với bà con là 1,5 triệu ha. Em bao ship toàn quốc 1B ha bà con. Mấy đó. Cây thuần chậu hết chưa? Cây này là thuần chậu hết rồi, lô này thuần chậu rồi. 2B. 2B là một cây nguyệt quế lá sắn bông chùm ha bà con. Đây. Cây này cũng bó cái bầu, để cái chậu này ship luôn cũng được. Chiều cao là 76. Lá sắn bông chùm ha, tổng cái tán chỗ này là 59. Ở trên đây nó là vị trí này là 66. Đây đế đồ cũng đều đẹp ha. Đây nó cũng mấy cái mặt cắt đang cuốn mép vô nè. Đó, liền ha. Dạ. Bịch. Rồi. Hoành nó là 22. Đó, yếu 23, 23 mà em tính 22 đó, trừ hao thước mắc cái đầu nhôm. Rồi, mã số 2 này em giao lưu với bà con là 1,2 triệu, 2B ha bà con. Em bao ship toàn quốc ha. 3B. 3B là một cái linh sam siêu bông ha. Đó, linh sam siêu bông này nó được hai nước dây ha, phơm tuột lên rất nhiều ha. Cây này có giá là 600 ha, 40 là chiều cao. Tán ngang là 49. Là 40 chiều cao phải không? Đây thân lắc lượng rất đẹp ha. Cái này về mình đệm dây thêm nha bà con. Dạ. Hoành sát gốc này là 18 ha. Rồi cây mã số 3B này có giá là 600 ngàn, em bao ship toàn quốc nha bà con. Đó. 4B. 4B cây này cũng 600 luôn ha. Đó, cây này nó tán rất là lớn rộng nè. Vô nước dây nó ấm, rất ấm. Cao là 39. Tổng tán ngang là 46. Mấy cây này đều có củ đế hết ha bà con. Mình moi sâu xuống chút nữa, mình khai thác sâu xuống chút nữa là nó cũng có cái củ là nhìn cũng được lắm ha. Hoành là 14 tại vị trí này. Rồi 600 ngàn em bao ship toàn quốc ha. Thân nó rất là quái ha. Đó. Lắc lượng trên đây. Cái này nó về cắt bỏ mấy nhánh dư nè. Đó. 5B. 5B, 5B là cũng 600 ha. Cây này rất là lực ha. Này trực lắc quái ha. Cao là 33. Tán ngang là 39. Đó, cũng có vô dây rồi ha. Này có dây hết rồi, hai nước dây rồi. Cái này về mình em chịu nhánh này về mình điểm dây thêm nước thứ ba là cây rất là ấm tàn đẹp luôn. Đây hoành vị trí này là 17. Yeah. 600 ngàn, cây 5B em bao ship toàn quốc ha. Đây cây là dáng lắc lượng rất đẹp luôn. 6B. 6B, 6B cây này 600 luôn ha bà con. Đó. Cao là 26. Tán ngang là 43. Đây cây này đế cũng được lắm ha. Nó đẹp cái thân nó lắc. Hoành nó là 13. Đó, tổng cái chiều dài tán đó là 42. Rồi 600 ngàn em bao ship toàn quốc luôn ha. 7B. 7B, 7B là 500 ha bà con. Đây. Cây này hơi yếu ha. Cao nó là 36. Tán ngang nó là 41. Mà cây này rất là quái luôn. Hoành nó là 15. Rồi cây này giá 500, em bao ship toàn quốc ha. 8B. 8B là 600 ha bà con. Đây.
Cây này rất đẹp, cao nó là 39, tán ngang là 40. Đây, cây này có bộ đế nhìn cũng đẹp ha, củ nó nở ha. Đây, đo hoành thân, vị trí này là 17, sát gốc nha bà con. 600.000, em bao ship toàn quốc luôn ha. 9B. 9B cũng 600 luôn, lô này đồng giá 600 nhiều ha. Đọc số điện thoại lần nữa đi. Số điện thoại em là 0939979212 ha. Chiều cao là 35. Cây này cái tán rộng của nó là 51. Cái này mình nuôi được 1 năm ngoài ha bà con. Khoảng 14 tháng rồi. Hoành là 13, rồi cây này có giá 600 luôn ha. 10B. 10B cây này cũng 600 luôn. Cây này là 3 nước dây rồi nè ha bà con. Tán là nó ấm hết ha. Cây nãy là 2 nước. À, nếu như mấy cây nãy mình vô thêm nước thứ 3 có thể ấm đẹp hơn cây này. Cao là 32. Tổng tán ngang là 39. Tổng tán rộng 39. Đó. Cây này nó nhỏ, nó rất già cây mà thân rất là đẹp. Quanh là 11. Rồi cái này 600.000, em bao ship toàn quốc ha. Này vô mình ép vô mấy chậu nhỏ nhìn rất là đẹp luôn. 11B. 11B, cây này có giá là 400 ha. Cao là 32. Đó. Tán ngang là 46. Đây cây này nó đẹp, nó quái ngay cái lắc này. Đó, đó cốt cạnh nó mới lớn hết rồi đó. Hoành là 10, xích dưới đây là 11 rồi 12 rồi. 400.000 em bao ship toàn quốc. 12B. 12B là 750 ha bà con. Cây này là 3 nước dây ha. Ấm tàn hết rồi. Này chỉ lên bông là mình chơi thôi. Này mình để xử lý bông thì mình bỏ nước nữa ha. Rồi mình tứ lại ít. Mình bỏ khoảng tuần lễ 5-6 bữa mình tứ ít lại lên bông ha. Cao là 39. Tán ngang là 49. Nguyên một củ bự ha. Hoành vị trí này là 14. Đây, hoành cái củ ở dưới là nó được 19 ha bà con. Đó, còn sâu dưới nữa ha. 750.000 em bao ship toàn quốc ha. 13 vậy? 13. Đây 14B. Này 12B. 13 đâu? 13 lên trước rồi. Cây 12 mới vừa xuống, cây này là 13 ha bà con. Đấy, nãy mình lên lộn cây ha. Cây này 14B. Hoành vị trí này là 15. Đấy, cây là xong hình lá gí ha. Cao là 33. Đó. Cây này là sam sữa đế ha bà con. Này em bán như cái tính giá thôi đi, này vô dây cũng được nước dây ha. Nhỏ 300.000 em bao ship toàn quốc ha. Dạ. 15B. Đây 15B, cây này cũng 300 luôn ha bà con. Này song hình ha. Này song hình giống song hình là nó nhỏ. 51 là chiều cao. Tán ngang là 52. Đó. Này về mình trồng mình chỉnh nó cho ngay lại ha bà con. Hoành là 15. Đó, mình chỉnh cho ngay cái gì ha. Cây này có giá là 300.000 luôn, em bao ship toàn quốc. 16 mà. 16 là một cây phôi me ha. Em còn thiếu một cây me không biết của ai nữa. Hổm Zalo giờ chia sẻ Zalo lộn lùm lá chân rồi. Cao là 43. Hoành là 13. Me này thuần rồi ha. Thần dạ, me này thuần hết rồi. Đó. Cây này có giá là 300.000 em bao ship toàn quốc. 17B. 17B tiếp tục là cây me luôn. Cao là 35. Hoành là 13. Rồi 700.000 em bao ship toàn quốc ha bà con. Ủa 300. Rồi 300 ha. 300 à. 18 mẹ. 18 này cũng 300 luôn. Đó. Cái này không biết cái dáng gì nữa. Cao là 34. Đó. Dòng ra dáng này cũng được. Hoành là 13. 300.000 luôn, bao ship toàn quốc. Rồi, đọc số điện thoại lần nữa đi. Số điện thoại em là 0939979212. 19 là một cái phôi trang ha, trang đỏ ha bà con, đỏ nó nhỏ ha.
cao là 34. Đó, cái này xâm thần ha. Tổng cái cụm này nó là 26. Dạ. 25. 25. Này nó khỏe ha. Hoành nó gần 16, 15 đi. Dạ. Đó. Mã số 19 em giao lưu với bà con là 600 ngàn em bao ship toàn quốc ha. 20. 20. 20 là 400 ha bà con, chiếu thủy ha. Cao là 25. Trung nu ha. Này là trung nu ha. Dạ. Tán ngang là 36. Đó. Này gốc cũng già ha, cũng lên nu lại gai ha. Quanh là 14, 400 ngàn em bao ship toàn quốc ha. Đánh giá này rất dễ chơi ha bà con. 21B. 21 là 500 ha bà con. 21B ha. Đó. Cái này mình tuột lá vô dây cái nữa là nó ấm, nó phơm nó lại đẹp luôn. Cao là 33. Tán ngang là 44. Quanh là 16. Rồi 500 ngàn em bao ship toàn quốc ha. 22B. 22B. Đây cũng 500 luôn nha bà con. Đó, trùng nu ha. Cao là 32. Tán ngang là 34. Cái này cái đế bể nó cũng nở ha. Đẹp, nó lên nu đẹp ha. Hoành nó 20. Rồi 500 ngàn em bao ship toàn quốc ha. 23B. 23B. Đây, cái này là 400 ngàn nha. Nó bể thân chút nha bà con. Cao là 27. Tán ngang nó 39. Quanh nó 17. Đây, cái này có giá 400 ha. Này cốt cành nó cũng bự, nó ăn dây hết rồi. 24B. 24B có giá là 500 ha bà con. Gốc này cũng bự lắm ha, lùng lực. Cao là 33. Tán ngang là 42. Đó. Đây con cái lỗ này ha bà con. Nhưng lũa mà thời gian nó cũng liền à, cũng lũa. Lũa thời gian liền nè. Quanh là 22, 500 ngàn em bao ship toàn quốc. Lô này rất là dễ chơi ha bà con. 25B là một cây chung nu ha. Cái này dạng bụi ha bà con. Cụm gừng ha. Đó. Chiều cao là 69. 24 là 500. Ngang là 60. Cái này cũng đang lên bông lai gai ha. Này búp bông dần rồi, vô bông rồi. Đó, cây này một cụm đặc ha bà con. Không có gời ha. Hoành là 34. Đó. Này đo thử hoành lớn này đi. 12. Đây cụm này cũng lớn ha. 700 ngàn em bao ship toàn quốc ha. Này lên lá già lại dày tán lên nhìn đẹp lắm. 26. 26 ra một cái cụm này 650 ngàn ha bà con. Cụm này đẹp ha, đa thân. Cao là 66. Tán ngang là 74. Đó. Cụm này là đa thân ha. Đây một cụm, đây cụm, hai cụm ha. Cụm gừng hết. Cụm gừng. Quanh là 47. Rồi. Rồi. 26 này có giá 650 ngàn ha. 27. 27, 27 là 700 ngàn ha bà con. Đó, cụm này rất là già, cây rất đẹp ha. Cụm đặc luôn ha. Cao là 55. Tán ngang chỗ dài nhất là 60. Đó. Cụm này thân nó đóng rất có duyên ha. Ngã qua ngã lại. Hoành là 34. Rồi cụm này có giá là 750. Đó, cái hoành này nó khoảng 14 nha. Lớn nhất. Rồi, 750 ngàn em bao ship toàn quốc. 28 cụm con. 28. Đây, cái này là giá 400 ha bà con. Này cũng một cụm ba thân ha, tam tài. Cao là 59. Tán ngang là 50. Đó. Mỗi thân này khoảng thân lớn khoảng 11 ha, nhỏ khoảng 10, này khoảng 8 ha, 78. 400 ngàn em bao ship toàn quốc ha. Cá rất là dễ chơi luôn rồi. 29 là 450 ngàn. Đó. Cao là 53. Tán ngang là 54. Hoành là 20. Rồi 450 ngàn em bao ship toàn quốc. Hoành tổng hai thân nha bà con. Hoành này khoảng 12 ha.
Mã số 30 là 450 luôn ha. Đây một cụm gừng 60 là chiều cao, tán ngang là 52. Mấy cụm này mỗi thân cây lớn nó khoảng 10 ha, cây lớn nhất khoảng 10, 9, 10, còn cây nhỏ khoảng 7, 8 ha. Tổng cụm hoành nó 44. Đây, rồi cái cụm này có giá là 450 ha bà con, em bao ship toàn quốc ha. Này, vô mấy cái chậu dĩa nhìn rất đẹp. Tôm. Đây, cặp cần thân phôi nha bà con. Nè em bán cặp đi ha, bán cây đi ha. Đây, nó gì đây? Là 400 ngàn một cặp ha. Cặp này hơi bự rồi nè. Cây đây. 200 ha. Cây 200. Đó, 400 ngàn ha bà con, cao khoảng 30 ha. Cao tính luôn này đó. Hai mấy 30 này về chuẩn bị vô dây được rồi. 400 ngàn, em bao ship toàn quốc. Cặp 31 ha bà con. 32. 32 cũng đồng giá là 400 luôn ha bà con. Đây. Cũng đẹp ha. Đó, mỗi cặp là 400 ha. Hay mua 2 3 cặp thì em bớt chút đỉnh uống cà phê được. Rồi. 33 mày biết. 33, 33 cũng 400. Nhỏ quá. Nhỏ bớt được. 300 thôi. Em bé 300 ngàn thôi. Đó. Nhỏ ha. Đây. 300 ngàn ha bà con, 33 ha. Hơi nhỏ ha. 34. 34 này 300 luôn ha bà con. Yeah. Đó. Nó có bài lớn nè, nó cũng hơi nhỏ cũng vừa vừa ha. Rồi 35 con dê clip. 35, 35 là 400 ngàn luôn ha. Đây, cái này nguyên một củ cái lên nhánh rồi đây ha. Đó. Hai củ gì nè ha. Rồi, 400 ngàn bao ship toàn quốc. Đó. Rồi, cuối clip Thanh Bình cũng xin chào và chân thành cảm ơn bà con đã ủng hộ những clip vừa qua. Chân thành cảm ơn ạ. Rồi, chào anh Bình luôn. Rồi, xin chào bà con cô bác gần xa đã xem video. Và hẹn gặp lại bà con cô bác gần xa vào video lần sau.